Có rất nhiều người hỏi mình phân biệt thịt trâu và thịt lợn, để mình chỉ cho mọi người nha. Thịt lợn bên ngoài màu nâu cánh rán trông rất bắt mắt, bên trong thớ thịt hồng không có màn như trâu dễ xé và bông hơn thịt trâu. Thịt trâu bên ngoài màu đen nhưng thớ thịt bên trong rất đỏ, khi xé dễ dàng nhận thấy có lớp màng trắng đan xen giữa các thớ thịt. Chính vì vậy thịt trâu dễ xé hơn thịt lợn đấy mọi người ạ. Bản thân con trâu nó cũng làm việc quần quật cả ngày không ăn lo lại nằm như con lợn, đương nhiên cũng khỏe khoắn hơn con lợn. Mọi người muốn phân biệt thịt trâu và thịt lợn tốt nhất là mua combo 5 nặng trâu 5 nặng lợn hoặc 2 nặng trâu 2 nặng lợn của mình nhé. Sản phẩm của mình để ở giỏ hàng, mời các bạn để lại thông tin để bên mình liên hệ ạ.